nhà hoàn công, vị trí đẹp, khu dân cư đẹp, căn này. Tiếp tục có việc anh chị. Hôm nay em Hải sẽ mang tới anh chị mình một căn nhà đã được hoàn công chỉnh chu cho anh chị mình luôn rồi ha. Đấy. Nhà này thì pháp lý chuẩn chỉ đâu ra đó anh chị nha, sổ hồng hoàn công, nghĩa là căn nhà đã được thể hiện ở trên quyển sổ luôn rồi. Đấy. Một căn nhà với 2 tầng lầu, 1 tầng trệt, một căn nhà với khu dân cư đồng bộ, nhà nào cũng giống nhau. Đấy. Ở đây là một khu đồng bộ anh chị nha, đẹp nha. Ồ, quá đẹp luôn anh chị ơi. Vỉa hè cây xanh, điện nước đường 12m, khu dân cư thì chỗ nào cũng vậy nha. Đấy. Chỗ đây có một cái lợi thế và có một cái hay, nó gần cái bên cái công viên, rất là mát quý chị. Đây này, nhìn ra cái tới công viên. Đấy, công viên đây quý chị nha. Nhà của mình là ngay cái khúc công viên này, đó là một cái điểm cộng. Đường thì thông theo kiểu bàn cờ, thông hai đầu, một khu đồng bộ tại thành phố Thuận An. Dễ hình dung là vòng xoay An Phú và ngã 6 An Phú là vị trí của căn nhà, và đây là phường An Phú, thành phố Thuận An. Tất cả các cái thông tin em Hải review ở trên kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản là đúng, đủ, chính xác, minh bạch, công khai, có như nào review như đó quý chị ha. 68m2 là diện tích đất của căn nhà với kết cấu là 2 tầng lầu và 1 tầng trệt, một khu đồng bộ và nhà đã được hoàn công chỉnh chu. Căn này chính gia chủ đang chào bán là 3 tỷ 650 triệu, vẫn bớt vẫn thương lượng để anh chị mình thấy phù hợp thì đi xem anh chị nha. Giá cả là mình có thể gặp chủ nhà để mình nói chuyện, hoặc anh chị muốn giá nào thì cứ báo với em Hải. Nhà này thì đã qua sử dụng anh chị nha, có tân trang làm mới lại rồi đấy. Về công năng kết cấu nhà như nào cũng sẽ báo luôn để anh chị mình biết. Anh chị ơi, với phường An Phú, thành phố Thuận An, với nhà hoàn công, với nhà 68m2, với một khu dân cư đẹp và đối diện là công viên, với mức giá 3 tỷ 650 triệu, quá hợp lý ha. Giá trên là không phải giá bán mà giá chào thôi, mua bán thì kiểu gì chả phải bớt, chả phải thương lượng. Thì anh chị ạ, muốn gặp chủ để thương lượng cũng được, hoặc mong muốn giá nào thì cứ báo với em Hải. Tinh thần là mình cứ thuận mua vừa bán anh chị nha. Đấy, mua bán thì mình cứ thuận mua vừa bán, còn nhà này thì em báo cáo anh chị mình pháp lý chuẩn chỉ, hỗ trợ ngân hàng lên tới 80%. Vị trí đẹp tại vì đây là phường An Phú, thuận tiện để anh chị di chuyển vòng xoay An Phú, ngã 6 An Phú. Đấy, bệnh viện An Phú, nhà thờ An Phú. Đấy, 2 km là những vị trí em vừa liệt kê, 2 km. Nhà bám trục đường DT743, gần chợ Thành Nam, gần chợ Đông Đô, gần đường DT743, dưới 500m. Đấy. Tất cả các cái thông tin của em Hải review thì đảm bảo cho anh chị mình là đúng, là đủ, là chính xác, là minh bạch, là công khai, có như nào review như đó với chị ha. Kể cả cái khoảng cách km em Hải cũng đưa rất là chuẩn anh chị nha. Tại vì em ở đây em đi lại tối ngày mà. Nên là em cũng không có muốn làm mất thời gian của anh chị. Đấy, nên là em sẽ đưa hết đầy đủ thông tin để anh chị mình xem video của em Hải là một cách thực tế, chân thực nhất. Để anh chị nào thấy phù hợp thì mới đi xem. Trước khi đi xem, em sẽ gửi đầy đủ thông tin, hình ảnh, sổ sách và hẹn anh chị để đi xem. Anh chị vui lòng hẹn báo trước giúp em khoảng 30 phút hoặc 20 phút gì đó. Nếu mà được hơn thì vẫn tốt hơn. Đấy, thì em sẽ chu đáo, em sẽ sắp xếp để đón anh chị, dẫn anh chị đi xem thực tế. Đấy, trước khi đi xem thì mình cũng xác nhận lại là nhà còn hay không. Đấy. Rồi, anh chị ơi, ở sau đây sẽ là một cái giếng trời, một cái giếng trời ở cuối nhà và khu vực nhà vệ sinh để cho nhà mình thông thoáng anh chị nhá. Đây ạ, nhà vệ sinh đây ạ. Chứ là mình có thể để máy giặt này anh chị, đây, người ta có đi ống nước cho mình đây này. Em sẽ di chuyển lên lầu, hai lầu mà quý vị, để cho anh chị xem. Anh chị nhớ đăng ký kênh và xem video hàng ngày, vì ngày nào em cũng sẽ luôn luôn quay phim thực tế những cái bất động sản đẹp, rẻ, hời mà em đã chọn lọc ra để cho toàn thể anh chị mình xem ở trên kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản. Hiện tại bây giờ là em đã quay được 3.400 video rồi. Đấy. Tất cả video của em Hải là sổ hồng riêng, tại vì em không có mua bán sổ chung anh chị nhá. Tất cả bất động sản em mua bán là mua bán sổ riêng. Đấy, công chứng sang tên và hỗ trợ ngân hàng, và điều đặc biệt hơn là em review miễn phí đấy. Anh chị nào mà có nhà đất cần review nhá, mình vào việc nhá. Đấy, em bật đèn lên cho sáng nào quý chị. Anh chị mà có nhu cầu cần bán thì cứ alo cho em nhá. Em sẽ review miễn phí. 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh khép kín, khu vực lầu 1 em sẽ ghi hình và mang tới để anh chị tham khảo nhá. Đấy. Anh chị này, nhà vệ sinh đấy, có vách tắm đứng luôn, một cây sen thiền để mình tắm. Đó. Đây, cái phòng ngủ này là phía sau căn nhà. Ở bên đó có mấy cái làm sóng với tấm vân đá quý vị ha, có cửa sổ này. Đấy. Nhà này hoàn công chỉnh chu rồi, hỗ trợ ngân hàng lên tới 80%. Nếu mà anh chị đi mua là chỉ cần bỏ ra 20% thôi ha. Tại vì nhà hoàn công rồi quý vị, hỗ trợ ngân hàng thoải mái luôn. Phía trước đây sẽ thêm một phòng ngủ khép kín hẳn, nhà vệ sinh ở bên trong luôn, quá tiện nghi cho anh chị mình ha. Vậy là trước mắt là lầu 1 2 phòng ngủ khép kín, 2 nhà vệ sinh. Cái phòng ngủ này phía trước căn nhà nó to thoáng ha. À rồi, hướng nhà tây nam anh chị nhá. Đấy,
Nam chắc Tây một chút xíu, Tây Nam đi. Phù hợp anh chị Tây Tứ Trạch, anh chị Đông Tứ Trạch không hợp. Đấy, nếu mà anh chị nào quan trọng hướng nha. Còn anh chị nào không quan trọng hướng thì hợp hết. Đây, nhà vệ sinh khép kín ạ. Ở đây thì như hồi nãy em nói nhá, vòng xoay An Phú, ngã 6 An Phú, bệnh viện An Phú và nhà thờ An Phú ha, 2 km thôi. Bám trục đường DT743 chợ Đông Đô, chợ Thành Nam, 500m dưới anh chị nhá, dưới 500m á. Một khu dân cư chỉnh chu tại phường An Phú, thành phố Thuận An. Một vị trí đẹp và đối diện với công viên, mảng xanh ở trong khu này thì đẹp ha. Ở quá tuyệt vời, cho thuê 10 triệu một tháng anh chị nhá. Trên lầu 2 em sẽ ghi hình cho anh chị mình là thêm một phòng ngủ và có phòng thờ to. Đấy. Điểm chung của căn nhà này tất cả 3 cái phòng ngủ đều khép kín luôn nhà vệ sinh, kể cả lầu 2 anh chị nhá. Đây, có vách tắm đứng luôn. Đây ạ, cái phòng ngủ này cũng giống cái phòng ngủ vừa rồi ở phía dưới ha. Rồi vậy là chốt lại vấn đề 3 phòng ngủ trước mắt ha. Trước mắt là 3 phòng ngủ. Rồi phòng thờ to riêng, cái lối này là xíu nữa mình lên trên nào quý anh chị. Lên trên nóc nhà đó, sân thượng á. Phòng thờ to này. Đấy, phòng thờ quý chị nhá. Còn làm phòng ngủ cũng được thoải mái. Còn đây là phòng thờ. Rõ to luôn. Siêu to khổng lồ. Rồi, 3 tỷ 650 triệu qua đây gặp chủ nhà để mình thương thảo ha. Mua bán và công chứng sang tên ngay và hỗ trợ ngân hàng thoải mái để cho anh chị mình giấy mua giấy bán. Và bây giờ em sẽ di chuyển lên phía trên. Nhà mình là được đổ bê tông đúc 3 tấm anh chị nhá. Nhà hoàn công chỉ chu, sổ hồng hoàn công. Mua là công chứng và sang tên luôn và hỗ trợ ngân hàng lên tới 80% đấy. Đây, em lên trên cho anh chị đi xem. Đó. Đây, nhà nào cũng đủ hết rồi quý vị. Ha. Đây, bê tông. Đây, quay hàng xóm luôn anh chị nhá. Ở trong trên đây đa số thì để bùn nước thôi, chả làm cái gì với cái cục nóng máy lạnh thôi. Ha. Đấy, có vậy thôi anh chị nhá. Đấy, khu này đô thị hóa hết rồi, ở full ở kín này. Quá đẹp. Rồi anh chị đi xem nhà thì cứ hẹn em Hải, chợ Thành Nam, chợ Đông Đô hoặc vòng xoay An Phú, ngã 6 An Phú. Em rất là cảm ơn anh chị đã xem hết những cái giây cuối cùng của video. Chúc anh chị có một ngày mới thật tuyệt vời. Em xin chào.